Ui, ghê không? Trời ơi! Ăn bánh mì heo quay mà nó như thế này đấy đó. Chị Mai á. Ăn chưa vào. Ăn con tiếu hay quá trời, con tiếu. Sao mà con vô? Con trai sao mà con vô con kêu wow là sao? Hả? Bánh mì ngon quá. Bánh mì ngon quá hả? Không dưa leo. Nhìn anh đã không? Tôi qua bà con nhìn đã quá trời quá đất luôn. Anh vô anh kêu wow. Qua bà con người. Sao buồn dữ vậy Lily? Chị Tâm. Cũng bình thường thôi. Cũng bình thường hả? Dạ. Tết đến rồi mà sao buồn dữ vậy? Có ai nói chuyện, mình mới nói chuyện chứ. À, thấy không ông bà cô chú? 56. Phải hỏi, phải chọc á là mới có mới trả lời được. Để anh cứ về hoài. Sao không cười? Đây là nọng heo nha, nọng heo quay thì là 200.000 một ký, cũng như là ba rọi mỡ 200.000 một ký. Tết đến rồi. Ngoài bán ở địa chỉ 189 Phạm Hữu Thứ thì chị Mai có bán ở khu B chợ Bình Tiên, cũng như là 46 Trần Quý, quận 11 gần ngay chỗ chợ Thiết á. Ông bà cô chú anh chị và các bạn mình thuận tiện đường nào thì mình ghé mình thưởng thức đường đấy. Đây, đây là số điện thoại đặt hàng của chị Mai nè. Dạ. Hả? Rồi, số trên đó là số chị Mai. Số xí chặt mà. Có chặt là cho chị. Ba hộ. Ba hộ. Đây là mà bánh mì nha ông bà cô chú. Bánh mì 15k một ổ. Bánh mì heo quay.
nay về Tây Ninh ăn Tết không Lily? Lì? Hả? Mùng 2 hả? Tây Ninh thì cũng gần. Đi xe máy hay là đi ô tô gì? Đi bộ hả? Mình phải gài từng từ chứ không gài đi kiểu gì chứ. Để về Tây Ninh này cũng nhiều xe. Về thành phố Tây Ninh đó thì nhiều xe. Hậu xa xíu quá hả? Chuẩn bị ở trên Tây Ninh khánh thành cái tượng Phật đó, lớn trên núi Bà Đen đó, lớn nhất thế giới nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Đó địa điểm đó cũng là một trong những cái địa điểm du lịch rất là du lịch về tâm linh rất là nổi tiếng của Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Xíu. 2 giờ 20. Lấy ổ bánh mì đi anh YouTube ơi. Dạ. Lấy mình. Lấy ổ bánh mì phải không anh? Dạ. Đó, anh trai tới mua bánh mì nè kìa. Ngày ăn hai cử hả? Dạ. Ủa là sáng cử là chiều cử anh? Sáng ổ 15 ngàn, chiều ổ 20. Dạ. À. Sáng thì ghé con dâu, chiều thì ghé chị Mai. Đó. Thế này của anh này anh ơi. À rồi. Đó, anh lấy gì? Ủa? Rồi, cảm ơn anh nha. Cảm ơn. Dạ. Hôm trưa 15. Đấy, 2 ổ 20. Ít mỡ. 2 ổ 20 ít mỡ. Đây là ngày ăn hai lần buổi sáng thì ăn bánh mì chỗ Lily nè, buổi chiều là ghé chị Mai. Ăn bánh mì mà ghiền mà. 20 luôn đúng không ạ? Tâm sao buồn dữ vậy Tâm? Nó buồn anh. Dạ. Tâm à, chị Tâm đang còn buồn ngủ. Còn đang ở Sông Bài. À. Ờ, đang ở Sông Bài. Mấy chị em đang tưởng tượng hát karaoke. Đang hình dung á. Đang hình dung hả? Hình dung người ta hay không? Bắt có hay lắm hả? Vậy chứ mình có bệnh viện rồi. 15 ngàn đi em có nói không? Kêu Lily bằng cô kìa. Em trai kêu Lily bằng cô kìa. Ừ, có ở đâu? Yeah. Em ở đó hả? Hả? Trời ơi anh, cháu em là biết bao nhiêu tuổi chưa? Thấy rồi. Cháu là đợt trước bán trà sữa gì? Ừ. Bé này nhỏ hơn cháu em nữa. Cái chiều hướng nó khác. Cháu mình nó nhỏ là do nó chích bà rồi anh. À. Phải gọi là dạ. Bốn lạng.
lên chất bà Út đúng không? Hai đứa cháu kêu bà ghê, mới già ghê hả? À, có tuổi ghê quá trời tuổi. Nhiều gia đình lập gia đình sớm, có con sớm, hoặc là nên là mình là út ác là mình lên chức liền à. Không phải, hồi xưa là em là con mót á. À. Ngày xưa là con mót đúng không? Nhà con thủy là có ổng chứ trời ơi. Ôi, chị nghĩ sao không nổi. Ngày xưa là con mót phải không? Tiết lộ động trời. Chị 3 ký em. Ôi trời ơi, 3 ký luôn. 3 ký mà gọi 3 ký. Dễ thương quá, chị gái chị mua 3 ký luôn kìa. Nửa ký. 3 ký. Lily đang chặt 3 ký nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ. 3 ký cho chị Khách. Chị Khách cái bên nữa là nửa ký nữa. Và nửa ký gì có gì chăm sóc gì vậy ký 3 bịch.
ba là ăn chặt không? Sao Lily? Nghiêm dữ vậy? Chặt 3 kg heo quay mà nghiêm quá trời quá đất luôn ông bà cô chú anh chị. Tập trung cao độ thiệt cái luôn chứ. Hai ổ bánh mì. Mấy ổ chị? Hai ổ mà một ổ thì có chai. Chào chú Thành nha. À, 10 bịch. Chú Thành đi hả? Chú Thành biết thiếu gì đem ra thứ nấy đúng không? Đã giá cái lần tới giờ qua nè. Cái lần nó biết cho. Có ngày nãy nãy mới đưa giò heo, chân heo, lưỡi heo. Một ổ không dưa ngò. Tiếp tục bánh mì. Cái giỏ chở vô mấy miếng vậy?
Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Địa chỉ chúng ta đó là 189 Phạm Vũ Thứ, phường 4, quận 6. Đây là video mới nhất đầu giờ, hôm nay là cái ngày 29 nha, cô chú anh chị và các bạn. Dạ.